Vậy thì ngoài cái mà hộp Horai BT01 này ra thì mình có thêm một cái lựa chọn nữa nè, đó để thay thế hoàn toàn cho con này bếp này ha. Đó chính là cái Rovidot nè, một bịch 10 con gì. Giá nó chỉ có 50 ngàn thôi anh em. 10 con 50 ngàn. Thì thật sự thì hai bịch về thì 100 ngàn. Thì nó cũng mới có 20 con, có nghĩa là nó mắc hơn thằng này 10 ngàn. À nó mắc hơn thằng Horai 20 con này 10 ngàn. Này có 90 à, không? Mà này nó tới 100, 20 con. Nhưng mà thằng này nó lại có cái độ mềm anh em. Nó có cái độ mềm hơn hơn thằng BT01. Thì mình thấy nó rất là xứng đáng ha. Đó. Còn màu sắc thì nó cũng có khoảng 5-6 màu gì đó. Nha, để mình đeo cho anh em xem. Đây. Nó có màu cam nè, rồi màu rêu, màu pha kim tuyến nè, rồi màu xanh. Đó. Rồi nó có thêm màu đen, màu đen anh em. Màu đen cũng có kim tuyến giống ha. Và màu xanh dương đậm cũng có kim tuyến trong đó. Nhưng mà đặc biệt thì con này nó sẽ mềm hơn cái con Horai BT01 này. Mềm hơn ha. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái giải pháp thay thế rất là hoàn thiện. Đó. Thì vẫn là xài lưới 5 xăng anh em. Đó, 5 xăng vô đây. Ha. Rồi. Cái độ dai thì anh em cũng không có bận tâm gì ha. Em này cũng khá dai. Nè. Khá dai, có kim tuyến ha. Thì mình giới thiệu đến em đây là cái giải pháp để thay thế cho con là bếp. Đó. Phải không? Cơ bản là rất là ok. Một bịch 10 con, 50 ngàn. Đó. Đi kèm với cái lưỡi này cũng được, hay là lưỡi đen kia cũng được, lưỡi chì đổ cũng được ha. Rồi, anh em liên hệ với mình qua số điện thoại 0917 161 979. Rồi, cảm ơn anh em ha.